cho đôi ta được hạnh phúc ấm êm trọn đời. Và rồi từ đây anh và em mãi bên nhau và trao cho nhau hạnh phúc. Bao khó khăn nhọc nhằn anh sẽ không ngại ngùng, mình cùng siêu nhau bước trên đường dài. Dù thời gian có sóng gió cuốn lắm trôi mau, thì trong lòng anh vẫn mãi yêu một mình em thôi. Sẽ không để em phải buồn phiền, sẽ không để em phải cô đơn như đôi uyên ương huyền thoại. Để tình ta đẹp như mây cao sông mãi anh chẳng sao. Cùng nhau ta sẽ cố gắng đắp xây tương lai, anh và em luôn kề bên. Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2020 nhằm ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý là một ngày lành tháng tốt, một ngày vui trọn đại để gia đình ông Nguyễn Hồng Hải và bà Châu Thị Thanh Hải cử hành lễ đính hôn cho quý nam của mình là Nguyễn Minh Long sánh duyên cùng Nguyễn Thị Tiện. Vâng, theo hôn ước của hai bên gia đình thì chương trình đính lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ cùng ngày. Bên Tuy Gia Họa Nhà Gái tọa lạc tại ấp 14 xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Vâng, để xây dựng chương trình nghi lễ được thể hiện đúng theo phong tục tập quán truyền thống xưa nay, gia đình của chúng tôi kính mời quý vị chung cùng tham gia và chứng kiến. Và như vậy đã tới giờ để họ nhà trai xuất phát lên đường đến với họ nhà gái cử hành nghi thức lễ đính hôn. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý ông bà, cô bác, anh chị vui lòng dời gót vào bên trong để cùng với gia đình của chúng tôi chuẩn bị và sắp đặt các thứ lễ vật cần thiết trước khi đến với họ nhà gái. Thay mặt cho gia đình, xin phép được bày tỏ chân tình của mình qua lời cảm ơn đầy trân trọng nhất. Vỗ tay lớn lên.
xôn xao, ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mới hội hoa phàn, hồi đình làng chiến trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xôn xao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao trầu hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lê quy lê xin. Chưa nói một lời anh đã yêu rồi. Yêu em, nhất đời. Em ơi, lòng anh đâu giấu xiếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau dòng chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Ngày vào xuân chưa anh sao chim em bay đầy trời, vào xuân xuân sao hoa mai nở vàng nơi nơi. Ngày vào xuân xuân sao, ôi đất trời thay màu áo mới, trên lối quê mới hội hoa phàn, hồi đình làng chiến trống rền vang. Ngày vào xuân thanh thang xuân sao gửi nhau lời chào, chào mùa xuân năm nay vui hơn những mùa xuân qua. Chào mừng em năm nay sẽ có người cao trầu hỏi cưới, đâu có ai ngó lời yêu mình mà em bảo lê quy lê. Chưa nói một lời anh đã yêu rồi. Yêu em, nhất đời. Em ơi, lòng anh đâu giấu xiếm gì, thương em từ lâu lắm rồi. Anh không ngó lời em đâu dám hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau dòng chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng bé tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng dừa cao lũy trúc bờ lau. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghìn nắng hàng câu xanh rạt rào. Bên giàn thiên ly bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em ăn. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoại thành. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trầu cây và hỏi buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em
anh rước về quê khắp nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trầu cây và hỏi buông tấu, con chim manh manh hót câu tình tứ, một vầng trăng nghiêng lén lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Sự địa vị của quý gia đình để có được thân tín, trước khi cử hành nghi lễ hay là hỏi nhà trai, xin kính chúc quý thần tổ có mặt hôm nay cùng gia đình tham gia quý viếng luôn luôn mạnh khỏe, tài lộc dồi dào, cửa sổng nhà cao, gia đình hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn quý vị tình cảm của quý thần tổ và sau một tràng pháo tay cũng chính là phần tình lễ của gia đình hỏi nhà trai. Kính thưa quý thần tổ, kính thưa đại diện chủ môn cùng gia đình hỏi nhà gái, để thể hiện quốc cho tinh thần hôn ước của hai bên gia đình không gia, để các cổ đương nhiên cho hai đôi trẻ được trong năm chiêm ngu phong đẹp còn sức giao tà, mà đã ấp định hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý để chọn làm ngày lành khá tốt và gỡ thành lũ lệ tại Đắc Khoa cùng đại tư gia hỏi nhà gái cho hai cháu là Nguyễn Minh Long được sống yên cùng Nguyễn Thị Tiền. Vâng, hôm nay bên họ nhà trai chúng tôi có đưa họ đẹp đến với họ nhà gái để làm sinh lễ và muốn để được cử hành đúng theo nghi thức. Trước hết chúng tôi xin phép được chương trình để nhạc gia. Vậy xin đại tạo kính mời quý thân tộc cùng qua chung một số lễ. Xin mời. Rồi hai thông gia nhìn lên máy cái này cùng coi hai nhìn ra máy coi cái này. Rồi xin mời cả đi nha. Sau đó để đi xuống đây xin mời hai bên tham gia cùng bắt tay, nhìn về máy là chụp hình với nha. Rồi nhìn cái máy có luôn, nhìn máy luôn, nhìn máy luôn. Rồi cảm ơn. Rồi hai bên nhìn máy luôn. Vâng, như vậy đã được sự chấp thuận từ phía gia đình hòa và gái và sau tuyển rượu để gặp gia, chúng tôi sẽ phép kính qua cùng quý thân tộc. Kính thưa quý thân tộc, chính vì phong tục tập quán của mỗi nơi có sự khác biệt với nhau về nghi lễ, cơ vậy mà những người ở đây trong lúc thực hiện chương trình, nếu như gia đình hòa và gái chúng tôi có điểm nào chưa được phù hợp thì kính mong quý thân tộc vui lòng kề tay đóng góp, chúng tôi vô cùng cảm kích.
Còn bây giờ mình xin phép được tiến trình lên để khám điện để xây dựng chương trình như để được thể hiện đúng theo thuần phong mỹ tục. Vâng, hôm nay đối với hội đàn gái trong ngày đúng này, cùng với sự hiện diện của thanh tộc Hạ Nhạc Trai thì chúng tôi còn có đưa đến 6 bộ phong cảnh để làm sinh đầy. Trong đó có 1 con lọc, 1 con lễ, 4 con quà, bao gồm rượu trà, trái cây, bánh đất. Trước sinh được cung kính kiến gia tiên, sau làm bà cùng ông bà, thân kiến dị tỷ. Vậy xin phép được chương trình, cứ mong quý bà cùng gia đình vui lòng và cảm nhận. Gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi, chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ngoài họ đẹp là chúng tôi vừa trình thì hôm nay chủ môn gia đình gọi nhà trai còn có số thời gian để nhận phạt cho nàng dâu của mình trong ngày đến đề. Vậy cái sự kiến ý của thanh tộc hai họ, chúng tôi xin phép được công trình số thời gian này cụ thể như sau. Vâng, đây là đôi hoa tay vàng 18K. Đó là một chỉ vàng. Còn đây là chiếc điền vàng 24K. Trọng lượng là vô chỉ. Còn đây là sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng là 5 chỉ. Còn đây là hai chiếc vòng cũng là vàng 24K, trọng lượng là 4 chỉ. Còn đây là chiếc cà rá vàng 24K, trọng lượng là 2 chỉ. Còn đây là hai miếng vàng rồng, trọng lượng là 4 chỉ. Còn đây là cặp nhà đính hôn của cô dâu và chú rể. Vâng, trọng lượng số đi ra mà chúng tôi điều chỉnh qua tổng cộng là 2 lượng vàng 24K và 18K. Bên cạnh đó thì mẹ chồng còn tặng cho nàng dâu với số tiền là 10 triệu đồng. Số tiền này để cho nàng dâu được quyền tùy nghi sử dụng, mua sắm những loại trang phục mà mình yêu thích nhất. Kính thưa quý thanh tộc, để thể hiện sự tốt đẹp trong việc kết hợp tình giữa hai bên em tình thông gia nói chung và hạnh phúc có hai con mình nói riêng, thế nên bên hội nhà gái không đặt ra bất cứ một thách thức nào, mà ở đây điều thì thuộc vào tâm ý của gia đình họ nhà trai. Và để chúng tôi được cử hành đúng theo phong tục tập quán truyền thống xưa nay thì bên họ nhà trai chúng tôi xin phép các hạng cụ thể cùng với gia đình họ nhà gái số tiền là 50 triệu đồng. Vâng, như vậy thì số tiền 50 triệu đồng này chủ hôn gia đình họ nhà trai chúng tôi đã trao trước cho bên họ nhà gái số tiền là 20 triệu đồng, phần còn lại là 30 triệu đồng chúng tôi xin phép hân hạnh trao cho bên họ nhà gái trong ngày lễ đính hôn hôm nay. Vậy xin phép chương trình qua cùng hai họ
Còn bây giờ để ghi lại hình ảnh đẹp trong ngày tứ lễ hôm nay nói chung và suốt thời gian này nổi riêng, thế nên chúng tôi cần phải có sự đầu tư thêm một chút về thời gian, kính mong quý vị cũng hết sức là thông cảm. Thì ta đã được ghi lại và ngay sau đây thay mặt cho bạn nhà trai, chúng tôi xin phép họ nhà gái để cho cô dâu được phép rời gót ổn khỏi chốn long phòng để cùng hiện tại ở đây và gặp tất cả các số thương gia. Sau đó sẽ cùng với Tăng Lan đọc sáng công và tự hạt ghi lễ. Vâng, và bây giờ xin phép cho nhận. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình rời. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời. Giờ giờ đây chính là giây phút trọng đại nhất, hạnh phúc nhất của đôi đến hôn. Và ngay sau đây xin mời quý đại tộc hai họ cùng mắt bè để chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp của cô dâu và chú rể cùng sang cho nhau gặp nhau đến hôn. Kỷ vật đẹp nhất của đời mình được gắn liền giữa tình yêu và hạnh phúc. Bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết trao nhau bao ngày qua.
say tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo mùa cưới. Tuyệt vời của cô dâu và chú rể trong chương trình trao nhạc đến hôn. Còn bây giờ để thể hiện sự tỏa sáng cho việc kết tập tình giữa hai bên gia đình thông gia trong ngày đến lễ hôm nay từ sự kiếp nghi của tổ tiên ông bà. Vâng, tiếp đến chúng tôi xin phép được gửi lại kính thức lễ thượng đăng. Vâng, trước khi thực hiện chương trình kính thức lễ thượng đăng, chúng tôi xin phép kính qua cùng với tòa hòa giải ái. Kính thưa tòa hòa giải ái, theo như tập tục tại gia trong ngày lễ đến hôn hôm nay, lễ thượng đăng được cử hành như thế nào với đạo phù hợp? Chúng tôi sẽ có sự đóng góp từ phía hệ đền họ là khác. Anh có ý kiến gì là để tôi làm hết? Vâng, để thể hiện đúng cái câu nhập gia tùy tục, chúng tôi sẽ được lựa chọn đúng theo quy định nghi lễ mà bên họ đề án vừa đề ra. Và ngay sau đây là nghi thức lễ thượng đăng. Để tạ ơn trước sự tạo hóa của trên trời mẹ đất và cùng thầm niệm trên và thi hộ khẩu hộ độ chú mục thiên nhiên của mình luôn được tâm đồng ý hộp tình nghĩa thiên mình, cô giáo và chú mẹ cùng quý vị quý đồng lên trên ba đệ tác đồng nhất đệ nhị đệ tam đệ. Sau lễ thiên địa, cô giáo và chú mẹ cùng hướng về bên trong đang cô giáo và chú mẹ làm cuối đầu các bạn ơi cùng đệ biết đệ nhị đệ tam đệ và tứ đệ. Và bây giờ xin mời chủ hôn hay gia đình cùng bước tới cung đường có năng long phụng lên bàn thờ nhé. Xin được giới thiệu cho chú rể được phép diễn biến ra mắt
và để cho tôi đi thu được danh dự này còn để tự cảm ơn. Và bây giờ xin mời mọi người cảm nhận bằng những lời tự nhiên tự nhiên xin kính mời trong này thôi hai con cúi đầu cái đây. Ở về Quốc Hải Ly luôn. Vậy là ba từ gái. Ông này mở hai. Nửa công mệt. Bộ trong này thôi. Cái này là sao? Cái này gì tư? Vậy là tới cái phần làm lễ cha mẹ thì hai con góp vụ vô cho cha mẹ. Công ơn dưỡng dục 20 năm mấy có ngày hôm nay thì đứa vô cha, đứa vô mẹ. Cũng ly, cũng ly. Để phép chị chiếu ra mắt cộng hòa nhà gái. Còn bây giờ là nghi thức chào hỏi của cô dâu đến với cộng hòa nhà trai. Và trước khi diễn ra chương trình này, trước hết xin mời cô dâu và chú rể hai nhân hai chú rể lên để tiếp lời chủ của gia đình hòa nhà trai. Kính thưa quý thằng tổng, trên ghế hành dự đây là song thân của chú rể. Vâng, là những người đã có công cung mang sinh thành nuôi dưỡng chú rể lên người và định mệnh gia thất. Đặc biệt hôm nay trong ngày lễ kết hôn, cái sự kiến ký của thân tộc hai họ đây cũng chính là niềm vinh hạnh to lớn đến với chủ khu gia đình và niềm vui sướng của làm cha mẹ là khi được những con mình hạnh phúc. Và bây giờ để đáp tạ chiếc mong anh chị đó trong ngày trọng đại nhất của đời mình, tôi đồng chú rể hay trang chủ lên để kính mời cha mẹ. Bởi hạnh phúc cho con trẻ xin mời các bạn cùng cùng đi mà đúng là và như vậy trong hai số này đến từ ngày hôm nay ngày lễ đính hôn xin phép cho cô dâu và chú rể được gọi cha mẹ hai bên nào là cha mẹ. Bây giờ phòng cứu chương trình chúng tôi xin phép được gửi hành ý thức để nhớ ông trầu. Vâng, trước khi thực hiện chương trình ý thức để nhớ ông trầu, chúng tôi xin phép kính qua chị mới quý thành tộc hai họ. Kính thưa quý thành tộc, sau khi cô dâu và chú rể thực hiện xong chương trình ý thức để nhớ ông trầu thì mẹ chồng sẽ các đàn dâu trình tự giới thiệu ông bà cô bác các học bên họ nhà trai. Cuối cùng thì chương trình xin phép được khép lại. Vâng, để cho buổi lễ được hoàn thiện hơn, trước khi thực hiện chương trình ý thức để này, chúng tôi sẽ chỉnh lý cùng với các học an họ có bổ sung thêm gì vào chương trình buổi lễ này hay không? Chú đồng ý ha. Rồi đồng ý. Bây giờ mình dỡ ông trầu trước để thôi nên mình giới thiệu. Rồi đông lắm nha. Đó tôi đồng ý rồi. Dỡ rồi ra ngoài luôn. Và như vậy đó là sự không biết được với ai của gia đình thì chương trình ý thức để ông trầu xin phép được thực hiện. Kính thưa quý thành tộc, theo tập tục của người Việt chúng ta thì đối với các ngày lễ đại hoặc kiện năm xa, bao giờ bên họ nhà trai cũng đưa đến họ nhà gái một con trầu và cao tươi. Vì đây là tục lệ mà không thể thiếu từ xưa cho đến nay, vì nó đã trở thành một biểu tượng là một sự đại thiết nhất cho ngày lễ đạm hội cũng như tuổi già. Vì lễ các con trầu được dựa vào truyền thuyết của mối tình chung thủy trong chuyện cổ tịch ngày xưa, có câu lý trầu ăn thịt là đôi, làm trầu là vợ, cao tươi làm chồng, trầu xanh cao trắng cao hồng, vua hoa với biển, quốc đồng với yên. Vậy sự nghiên cứu của các tộc hai họ, cô dâu và chú rể hay bình tĩnh cảm thấy hai con trầu yên cao nợ và cùng thầm nghiền với lòng suốt đời được gắn bó như chồng và cao. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau thực hiện. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau
tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Em ơi, hai vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Rồi. Vâng, kính thưa quý thành tập, để chuẩn bị tốt cho ngày lễ hợp hôn, tức là ngày lễ cưới, các bạn nhà trai chúng tôi cũng đã chọn sẵn được ngày lành tháng tốt. Vậy hôm nay trong ngày lễ kết hôn, dưới sự ý kiến của thành tập hai họ, chúng tôi sẽ phát được thông tin ngày định ước cụ thể như sau. Kính trình quý viên thành tập lễ thành hôn, kính trình quý tập nhà gái. Nay họ nhà trai chúng tôi trân trọng kính trình đến quý viên bên nhà gái ngày lành tháng tốt được chọn để làm lễ giá thú nhân thân như sau. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý vào lúc 7 giờ ngày nói trên, nhà trai chúng tôi sẽ được nhập gia nhà gái để làm lễ bái đường thanh lọc khai họa và trình lễ cưới. Vào lúc 8 giờ xin được rước dâu về làm lễ bên nhà trai. Chủ hôn nhà trai chúng tôi Nguyễn Hồng Hải xin phép được kính trình. Và bây giờ xin mời chủ hôn nhà trai để đứng lên để trao thông điệp trình lễ kính cho chủ hôn gia đình họ nhà gái. Xin mời. Đây rồi. Vâng, sau lễ trình tiệc cưới của chủ hôn gia đình họ nhà trai, chúng tôi đến với chủ hôn gia đình họ nhà gái. Và giờ đây đã bước vào nhà chồng đứng lên để đưa hàng hôn của mình trình tự giới thiệu ông bà cô bác thân tộc thân họ nhà trai. Và sau đó thì chương trình cũng xin phép được khép lại. Vâng, thay mặt về phía gia đình họ nhà trai, chúng tôi không quên nói lời chân thành cảm ơn trước sự hiện diện và chứng kiến của thành tộc hai họ. Vâng, rất sự có mặt của quý vị đã đến cho gia đình chúng tôi thực hiện chương trình nghi thức lễ kết hôn được thành công tốt đẹp. Còn ở đây trong lúc thực hiện chương trình nghi lễ, nếu như gia đình họ nhà trai chúng tôi có điểm nào còn thiếu sót, chúng tôi quý vị cũng được tình và sẵn sàng bỏ qua. Đồng thời có thể chúc quý vị có mặt hôm nay cùng gia đình thân gia quý vị luôn được dồi dào sức khỏe hạnh phúc. Vâng, chúc cho quý vị trong công tác cũng như trong cuộc sống luôn đạt nhiều thành tích mới và đầy thắng lợi mới. Xin cảm ơn tất cả và lễ phép xin chào. Ai để ông bà cô dì chú bác bên họ nhà trai biết cũng như là cô dâu biết. Bây giờ đây con tới con vào đây là bà ngoại của chú rể. Chào ngoại ơi, ngoại ơi, chào cái ngoại ơi. Ngoại. Chú làm gì đừng cố. Long An xuống là đủ 5 người. Đây là cô hai. Cô hai quay mặt ở đây đi cô hai ơi. Đại diện cho bên nội rồi trong đây. Tiếp tục nữa giới thiệu với lại bên đàn trai đó là bên đàn gái đó là đây là cậu ba em ruột của tôi. Đây là cậu ba.
đi vô ba chợ má. Chợ má. Tôi hôm nay thở má. Tôi hôm nay đi vô chợ má. À rồi, đây là... À đây là chú Sáu. Qua thì còn chú Sáu thấy rồi. Đây là chú Sáu, hai chú ruột phở Minh Lâm. Chúc hai con sinh năm hạnh phúc. Dạ. À, này cũng nhà Long An xuống. Rồi mai của cậu đó. Rồi. Đây là đại diện cho bên nội của mẹ. Người ra ngoài chút xíu này. Quay từ từ trước kìa. Ok. Mình mời qua trước này nè. Ừ đúng rồi. Đứng em gặp tới chị lên tiền bà luôn á. Giới thiệu tiếp nữa là xin được giới thiệu đây là chị Tư. Chị Tư của Minh Lâu là chị Tư của Hải Hải. Đây nữa là cậu Tư. Vô cứ vô xích vô cậu Tư. Cậu Tư mới cao bằng luôn. Cậu Tư Hải Hải đã thất bại rồi dừng lại. Ngọc là em ruột của em rể. Phải từ từ. Nhà tôi có hai đứa con, đứa trai và đứa gái. Đây là em gái của Minh Lâm. Xin được còn một số ở ngoài sân. Sao đi? Đồng quen với nhau. Sao? Bữa nay đi ở đầy đủ là có bên nội ở trên Long An xuống, ở bên ngoại rồi giờ có vườn Úc ở dưới Cà Mau lên. Nhưng là bữa nay đi rất là đầy đủ luôn. Nhạc sống sinh, nhạc vui quá vui. Tiệc cưới mừng, uyên ương sánh đôi. Lễ giao mắt, tay trong tay. Chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa. Thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc, chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên lâu. Mãi bên nhau trong con đầy đà. Dùng tiếng cười ai yêu quá vui là rượu thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mang xanh tươi xuống cuộc đời vẫn bên nhau như cầu vơi thơm nồng nào ta uống say một ly nữa chúc cho duyên tình mà
sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững trăm năm thắm duyên đầu, mãi bên nhau trong con đầy nhà. Rộn tiếng cười vui quá vui, rượu thơm nồng làm ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao mây trời. Hương chung một mái nhà, cô bác hôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa, đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này, dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.